Xin chào quý vị và bà con. Hôm nay Hà Bình On sẽ quay giới thiệu cho bà con một số dòng bưởi giá trung bình. Đây là những dòng bưởi quả loại từ 6-7 nặng hoặc xấp xỉ 6 nặng đến 7 nặng. Quả thì rất là chắc và mỏng vỏ. Hà Bình On chỉ có khoảng độ 1.000 quả loại này. Đây, ngoài này vẫn còn một đống này. Thì giá rất là hợp lý, rất là mềm bán cho các shop. Bởi vì Hà Bình On tầm này gần Tết không có nhiều thời gian. Chủ yếu là bây giờ phục vụ bà con về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống rất là vội. Nên là ít có thời gian giới thiệu cho các shop. Nên là những shop nào có nhu cầu mà bán hàng này khoảng gần gần 6 nạng, 7 nạng hoặc hơn 7 nạng một chút thì liên hệ với Hà Bình Ngon. Đây là những quả bưởi rất là ngon, rất là chắc và giá chắc chắn là các shop sẽ bất ngờ, giá rất rẻ, có thể liên hệ trực tiếp với Hà Bình Ngon qua số máy 0968129996 hoặc trực tiếp qua Facebook Zalo của Hà Bình Ngon thì Hà Bình Ngon sẽ trả lời trực tiếp được. Còn số điện thoại thì thường Hà Bình Ngon sẽ không cầm nên là cũng ít khi gặp được Hà Bình Ngon, mà toàn bà xã cầm. Đây là Hà Bình Ngon đang vệ sinh và lau rửa bưởi xếp gọn vào.